Trong suốt nhiều tuần liền, nhóm phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã theo dấu các xe chở phế thải của một số công ty môi trường đô thị đổ thải trái phép tại khu đồng Tổ Sáo, thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Điều đáng nói là các loại phế thải xây dựng, số rác trút xuống ao để san lấp tại đây còn hỗn hợp nhiều loại rác thải nguy hại, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên, liên tiếp từ đầu tháng 10 năm 2020 đến nay, hàng loạt xe chở phế thải của các công ty môi trường liên tục chở thải đến đổ và san ủi xuống ao khu đồng Tổ Sáo, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Nơi đổ là hai cái ao rộng trên khu đất giữa cánh đồng, chỉ có duy nhất một lối ra vào được canh phòng cẩn mật và xung quanh xây tôn cao kín mít. Theo quan sát, cổng ra vào này chỉ để mở cho các xe dán mác, xe phục vụ vệ sinh môi trường chở rác thải ra vào. Điển hình là các xe mang biển kiểm soát 30Z9605, 29C82459, 29C69395, 29C87620, 29C58497. Việc đổ thải diễn ra ngang nhiên và hết sức tấp nập, khẩn trương. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh Bích Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Hàng ngày đều đặn hàng chục chiếc xe chở rác thải đến đổ và lập tức số rác này được san gạt xuống ao. Không chỉ hoạt động ban ngày, đêm tối mới là lúc các xe chở phế thải này được dịp hoành hành. Ghi nhận vào đêm ngày 13 tháng 10, hàng chục xe tải nối đuôi nhau liên tục ra vào đổ trộm phế thải. Từ xa cũng có thể nghe rõ tiếng xe đổ rác trộm, phá vỡ yên tĩnh của khu đồng vắng trong đêm. Qua quá trình tác nghiệp, phóng viên đã ghi nhận các xe của một số công ty môi trường đến đổ thải tại đây là xe mang biển số 30Z9605 của công ty HEC, xe mang biển số 29C82459 của công ty cổ phần môi trường và phát triển Hà Nội. Để có được thông tin chính xác, khách quan, phóng viên đã liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng. Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hùng cho biết, nơi đổ thải mà phóng viên đề cập là đất trang trại do ông Phạm Văn Thu đang thuê thầu. Việc đổ phế thải hoặc san lấp ao là hoàn toàn trái phép. Chủ tịch xã Việt Hùng cũng khẳng định hiện nay trên địa bàn xã không có bất kỳ địa điểm nào được phép đổ phế thải. Cái này cái trang trại này nó xin phép và nó điều chỉnh, nó làm một số cái chuồng chăn nuôi gà, chứ không phải là nó để làm cái chứa cái chất thải này môi trường. Đấy không phải là nó đổ chất thải vào đấy, mà nó đổ chắc là cái trà thải để nó làm cái xây dựng cái hệ thống chuồng gà, chăn nuôi gà theo cái hướng là công nghiệp. Trước những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi đổ trộm chất thải, làm rõ trách nhiệm của các công ty môi trường và trách nhiệm của chủ nguồn thải trong sự việc này. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.